kích thích vào chỗ kia thì bằng 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 miệng mình hay là chích chọc luôn vào thì cho nó xong thì có được không? Chọc chọc. Vô duyên đấy nhở? Sao? Điên đơn là điên. Nhưng mà này, sẽ thấy em đáng yêu không? Thật. Không đáng yêu á? Không đáng yêu mà để suốt ngày sếp rủ đi chơi này này. Đi chơi không cảnh đẹp thế này. Đấy. Mọi người thấy không? Đấy, sếp bảo không đáng yêu. Không đáng yêu mà lại cứ suốt ngày rủ đi chơi như thế này. À, mà lại không phải đi làm. Chỉ có mỗi gọi là đi chơi với nhau thôi. À, buồn cười nhỉ? Liệu có cái trường hợp nào mà không đáng yêu mà cứ rủ nhau đi chơi này không? Người ta làm cái trò gì đây nhỉ? Hả? Cái câu cá đấy. Không phải. Hả? Không phải. Đây này, xem này. Cái chỗ này chỉ có nằm đây này. Nằm đây này. Đây đây. Đấy. Thiên nhiên đây. Đầu óc không nghĩ cái gì khác. Đã ổn ỉn bao nhiêu lâu tùy thích, muốn hai Hiệp vẫn hăng say và cảm xúc của Hiệp 2 vẫn y như là Hiệp 1. Muốn thay đổi độ to lớn của thằng em vì không thể nào bỏ qua được bộ đôi hoàn hảo, đó chính là cao xìn xú và kẹo đổi gió nhất dạ ngũ giao. Hãy inbox hoặc để lại số Zalo, em Yến sẽ hướng dẫn cho mình cách làm như thế nào để có những trận mây mưa kinh điển nhớ mãi không quên anh em nhé.